Hôm nay mình sẽ thông báo cho bạn một cái tin rất là vui cho các bạn. Tin vui cho các bạn nhưng mà là tin buồn đối với mình nữa các bạn. Thì nhân dịp hôm nay mình đạt được 70.000 sub thì mình sẽ có phần quà tặng cho các bạn. Đó là mình sẽ tặng con AK Jam cho các bạn, chỉ giá 25 triệu cho các bạn. Thì AK Jam đó chính là cái size này nè các bạn. Thì hiện tại chung cư của mình á, Sam ơi, chung cư của mình hiện tại là không cho nuôi chó các bạn à, không cho nuôi chó lớn nữa. Tại vì ở dưới á, có con nít ở dưới rất là nhiều. Và đi thang máy cũng không cho đi luôn các bạn à. Tại vì con Sam này giờ nó rất là to, nó 40kg rồi các bạn. Nó còn nhỏ mà 40kg rồi. Thì chung cư không cho nuôi chó nữa. Và nó cũng không đi thang máy được luôn. Nên giờ Sam, mình phải tìm một bạn nào đó để mình tặng con Alaska này các bạn à. Con này lúc mình mua là 25 triệu, các bạn coi video của mình các bạn đã biết rồi đó. Nó có giấy VKA luôn các bạn. Giấy chứng nhận thuần chủng 4 đời nữa các bạn. Sam, sao cắn dĩa hoài vậy Sam? Đại biểu thôi. Ừ. Đó. Thì thuần chủng 4 đời thì có giấy tờ sổ sách đầy đủ. Mình sẽ tặng cho một bạn nào đó. Ngẫu nhiên thôi các bạn à. Nhưng mà bạn nó phải có tâm với con chó. Đó, có tâm với con Sam này nè. Thì bao gồm là mình sẽ tặng cho bạn đó là một con chó Alaska Jam này 25 triệu. Kèm theo là mình sẽ tặng cho bạn đó một cái máy lạnh Sanyo một ngựa, chỉ giá là 6 triệu. Kèm theo là mình sẽ tặng cho bạn một cái chuồng inox và của con Sam luôn, chỉ giá 6 triệu. Và đồ ăn, hạt Royal Canin, dầu cá hồi, thịt bò, thịt gà, nói chung là đồ ăn cho các bạn về nuôi một tháng trời để nó quen nhà luôn các bạn. Thì tổng giá trị mình tặng cho các bạn là tầm từ 45 đến 50 triệu các bạn. Thì điều kiện đã nhận được phần thưởng này á, tại vì phần thưởng này rất là trị giá. Thì mình chỉ cần các bạn thứ nhất đó là comment cho mình ở dưới video này luôn, comment dưới video này luôn nha các bạn. Thứ nhất đó là họ tên của các bạn. Sang, ở đây. Thứ hai á là ngày tháng năm sinh của các bạn. Thứ ba là số điện thoại. Thứ tư á là địa chỉ nhà của các bạn. Thứ năm nữa là điều quan trọng nữa các bạn hãy comment cho mình biết á là ngày tháng năm sinh của con Sam này. Nếu mà bạn nào mà comment đúng cú pháp như vậy á và đoán đúng ngày tháng năm sinh của con Sam đó của con Calizan này nè, thì mình sẽ tặng cho các bạn phần thưởng trị giá tầm 45 triệu đó nha các bạn. Và tiền vận chuyển, ví dụ các bạn ở Bắc hay Nam gì mình đều là lo chi phí vận chuyển cho các bạn hết luôn, bằng tàu hoặc là bằng máy bay luôn. Nhưng mà bạn phải cho mình biết là rõ bốn thông tin đó nha các bạn. Đó. Thì Sam lại đây. Đó, nó rất là to rồi các bạn à. Để mình thấy á. Đó. Giờ nó rất là bự, khổng lồ luôn rồi. Thì các bạn comment nhớ coi, comment cho mình biết là ngày tháng năm sinh của con Sam này, sinh ngày tháng năm sinh bao nhiêu. Sam, đừng có phá. Bây giờ mình chia tay nó rất là buồn các bạn à. Cái tiền mình mua 25 triệu không đáng là bao, nhưng mà cái tiền nuôi của nó đã hơn cái 100 triệu rồi các bạn. Thì con Sam từ nhỏ lớn nó không ăn một hộp cơm nào rồi đó, các bạn biết rồi đó. Nó ăn toàn là thịt bò, thịt trâu, thịt gà, cá hồi, rất là nhiều. Nên các bạn nhớ comment cho mình và các bạn nhớ đăng ký kênh nữa nha các bạn. Đăng ký kênh thì lúc mà mình xét mình ra coi thử cái bạn nó đăng ký kênh chưa, và cho dù bạn comment đúng nhưng mà chưa đăng ký kênh thì mình các bạn cũng không được nhận được phần quà này nha các bạn. Sam, trời ơi nó phá, bạn thấy nó này, trời ơi nó to các bạn, nó rất là to. Nay giờ mình cho các bạn coi. Mình không nổi, không nổi với nó luôn. Sam, trời ơi. Đó, các bạn thấy con mình cho biết ngày năm sinh hết là bao nhiêu. Nó rất là to. Bây giờ chung cư mình không cho nuôi nữa các bạn à. Lên giờ Sam ở đây. Đó. Đó, tin vui các bạn đó các bạn à. Thì các bạn này mà yêu chó Alaska mà không có cơ hội để nuôi dòng chó Jam bự này thì nhớ con mình cho mình biết ngày tháng năm sinh của nó, họ tên, địa chỉ, số điện thoại. Rồi mình sẽ tặng cho bạn, các bạn nhớ nha, một phần quà là máy lạnh Sanyo. À mình thiếu nữa, là bạn sẽ tặng thêm một cái máy quạt nữa. Cái quạt để có gì
hoặc cái quạt mát cho nó vẫn được, hoặc là nếu bạn nào nhà mà nóng quá thì mình sẽ tặng cái máy lạnh nữa, các bạn bắt máy lạnh vô luôn. Đồ ăn thì mình sẽ tặng cho các bạn một tháng, gồm có thịt bò, thịt trâu, tim heo, rồi thịt gà đầy đủ. Thì mình chia tay với em Sam này là mình cũng không nỡ luôn các bạn à, tại vì bên chung cư người ta gửi giấy mời xuống rất là nhiều lần rồi. Tại vì Sam ra đây, Sam nó đi nó hù nít các bạn à, nó hù nít ở dưới á, nó thấy nít rồi nó hay dù, xong người lớn người ta không có thích á, xong người ta kiện với ban quản lý chung cư. Thì giờ ban quản lý chung cư đã mời giấy mời là rất là nhiều, là không có cho nuôi chó này. Sam nó rất là to như vậy nữa rồi, nên mình sẽ tặng nó các bạn à. Sam sao nhà mới không Sam? Trời ơi, coi cái chân của nó đạp vô chân mình rồi các bạn, đã chết luôn rồi. Đứng lên coi cao bao nhiêu rồi Sam. Đầu tôi sao mày to quá vậy, sao sao núp mắc cỡ gì hả, mắc cỡ gì Sam? Sam mắc cỡ thì nó to quá trời to luôn các bạn, giờ nó như một con heo vậy á. Thì các bạn cứ comment cho mình thì chủ nhật tuần sau nha các bạn. À chủ nhật ngày 30 nha các bạn, 30 tuần sau thì mình sẽ lọc comment của bạn ra, thì mình sẽ tặng phần quà trị giá 45 triệu đó cho các bạn. Sam, bắt tay. Bắt tay coi Sam. Trời ơi tay to lắm nè. À. Bạn thấy không? Giờ về nhà mới thôi. Mong là về nhà mới các bạn sẽ có tâm nuôi nó. Đừng có bán lại các bạn, các bạn đừng có thấy miễn phí rồi các bạn lại bán lại kiếm tiền nữa các bạn. Con chó con Sam là có giấy, có chip bắn chip, bữa mình quay rồi có chip đầy đủ chích ngừa, có giấy VKE đỏ. Ok em Sam, chia tay mày thôi Sam à.